xe đạp thể thao Vít.com xin chào bạn. Tiếp tục chương trình video ngày hôm nay, Shop lại giới thiệu tới bạn mẫu xe đạp mới, những chiếc xe đạp carbon touring giá cực kỳ bình thường nhưng mà cấu hình cực kỳ đẳng cấp rồi bạn nhé. Và trong video này Shop làm đủ màu luôn. Đây là bốn màu của chiếc xe đạp Steel Pro, và đây là những chiếc xe đạp Steel Pro mới nhất hiện nay của hãng Peter Shop mới nhập về và nhé. Mới, đây là những phiên bản mới nhất của 2020. Và như bạn biết thì hãng Peter là những phiên bản cập nhật liên tục, nâng cấp liên tục. Và đây là bốn màu của chiếc City Pro: màu đen, màu trắng đỏ, màu ghi đen và cuối cùng là màu silver, tức là màu bạc titan và nhé, màu bạc titan đen sẽ rất đẹp, sẽ carbon và cực êm và nhạc thì đến với Shop xe đạp thể thao của chúng con. Và hiện nay Shop đang bán đầy đủ tất cả các chủng loại xe, không những đây là chiếc xe đạp touring, Shop còn có T-Pro, Silver, Thunder hay City Pro, những chiếc xe đạp đua Shop cũng có đầy đủ cả. Và bạn đến với Shop chỉ cần chọn size, chọn màu và nhận xe, đặt hàng rất đơn giản. Vì tất cả các bạn đã đến với Shop đã mua được xe, dù có internet hay không có internet, dù ở gần hay ở xa, mọi miền tổ quốc, đều mua được xe rất dễ dàng và đơn giản nhé. Còn ngay bây giờ Shop sẽ lấy một chiếc để review soi cận cảnh chi tiết về chiếc City Pro này để bạn xem luôn. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Đây, model được ghi ở đây bạn nhé, City Pro. Khung carbon, càng carbon, cọc in carbon và đến vòng đệm cổ của bằng carbon luôn. Và carbon sử dụng cho chiếc khung xưa này là carbon nano, sử dụng công nghệ EPS để xử lý. Đây là một dòng xe thương hiệu của Đức. Đây, bạn sẽ thấy cơ Đức được gắn trên khung bạn nhé, biểu tượng đen đỏ vàng và màu rất quen thuộc của cơ Đức đây. Xe này thì là size là 45 bạn nhé. Touring thường là size 45 thì phù hợp với các bạn có chiều cao từ 1m55 trở lên, thì hoàn toàn phù hợp. Đối với chiều cao của các bạn khác nhau thì chỉ cần thay đổi cái chiều cao của cọc yên này, mình rất đơn giản các bạn nhé. Mở có cọc yên, tăng giảm chiều cao, siết ốc lại là xong. Khung carbon, cọc yên carbon luôn. Và chiếc cọc yên này được là vắt phía sau này, vắt phía sau này thì nó sẽ quá cứng cọc yên, không cho nắp ngang các bạn nhé, nắp ngang. Và cái phần thiết kế này, phần thiết kế xe gió đây, yên của hãng Peter, mút bọc da mềm, phô tăng tay lái bằng nhôm, tay phanh nhôm, sử dụng phanh đĩa bạn nhé, sử dụng phanh đĩa của hãng Dutchpick, phanh này là phanh CNC, tức là người ta cắt CNC bạn nhé, cái này thực ra nó là phanh dầu bạn nhé, nó là phanh dầu nhưng mà kéo cáp cơ đây bạn này. Đây bạn nhìn cái thông tin nó rất là dễ hiểu này. User mineral olive, tức là dầu của anh nhé. Nhưng mà kéo cơ, đây chỗ này nó là cái bê tông. Cho nên là kéo rất là nhẹ, phanh được kiểm soát rất là tốt. Nó có cả hai cái má tản nhiệt đây bạn nhé. Tại vì cái tản nhiệt này rất là quan trọng, như là những dòng Shimano Deore. Hãng Shimano cũng sử dụng tản nhiệt để khi mình bóp mà chạy tốc độ cao, mình bóp phanh ấy, thì nó sẽ thoát được nhiệt và nó làm cho cái máu phanh của mình nó không bị chai, nó luôn đảm bảo được bóp phanh nó được ăn, nó không bị trượt bạn nhé. Đĩa phanh này tuyệt vời, cỡ là 140 này, đường kính của đĩa phanh 6 ốc lục giác hoa. Và cái xe này thì sử dụng cái cặp vành bánh của hãng Dutchpick cực vip luôn. Trục này rất là to bạn nhé. Đây, trục nó to và cái phần màu đỏ này nó đảm bảo độ chắc chắn, độ cứng cho cái bánh này. Vành nhôm hay nớt cao tới 4cm, lan hoa dẹt hay được gọi là lan hoa chém gió bạn nhé. Bi chạy bạc đạn, siêu chớm luôn.
bạn nhìn thấy không? Rất trớn thì phải có nhẹ mà nó giữ độ rất là tốt. Đây là chiếc màu bạc tita. Và xe này thì kết hợp một bộ chuyển động của hãng Shimano 11 Speed, tức là 11 điều khiển 11 nhịp bạn nhé. Và bên này là búp bộ là điều khiển hai đĩa tay đè chống trượt, và một phần này tuyệt vời luôn. Zappa SN SR700, bộ chuyển động này là SR700 này bạn này, thì rất là chi tiết. Zappa là xuất xứ tại Nhật Bản. Với gạt đĩa là Shimano 105R7000 và gạt lip là Shimano 105R7000, chạy lip 11 tầng của hãng Sơn Sa, xốp xoáy rất chi tiết luôn bạn nhé. Sơn Sa là một lip, xích là IBN 11 Speed, bộ đôi đĩa trục rỗng của hãng Rowil TVL, nhôm đúc cắt CNC, hai đĩa và 11 lít, tức là xe nào là 22 tốc độ bạn nhé. Sử dụng cốt F giữa là cốt BB, cốt F bạn nhé, cốt F chứ không phải là cốt gen. Và đây là công nghệ mới nhất, nó làm cho cái ổ bi chạy nó âm trong này, nó tạo được độ cứng cho xe rất là tốt. Và cái cốt FBB này về sau sửa chữa thay thế thì rất là đơn giản, nó không như những cái dòng mà nó vặn bạn nhé. Rồi cũng sẽ chia sẻ chi tiết luôn. Đây chính là chiếc kim bạc titan. Và còn 3 màu khác, bạn thích màu nào thì liên hệ với shop để chọn màu đó. Sẽ tiếp đẹp và shop nào mình đủ màu để bạn dễ dàng so sánh các màu khác nhau để chọn cho mình được chiếc xe với màu sắc như ý. Còn bây giờ shop khép lại video tại đây. Hẹn gặp lại bạn ở những video sản phẩm tiếp theo vào 0 giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video đặc sắc của shop. Và đặc biệt qua những video này, bạn sẽ tìm được chiếc xe đạt như ý với giá thành tốt nhất. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.